Hôm nay đội gió lên Đà Lạt review điện thoại cho anh em. À, mà thật ra cũng không hẳn là review nữa, đúng hơn là so sánh giữa chiếc Oppo Find X8 Pro và con iPhone 16 Pro nha. Lý do thì đơn giản thôi, hai chiếc máy này cùng tầm tiền với nhau và cũng là flagship như nhau, chỉ hơi khác một chút là với 29 triệu nha. Nếu anh em mua chiếc Oppo Find X8 Pro thì đây gần như là bản cao cấp nhất của cái dòng Find X8 series, là còn được thêm một bộ quà tặng rất là chất lượng nữa. Trong đó thì mình thích nhất là cái sạc AirPods 50W. Còn với iPhone 16 Pro, đây vẫn chỉ là một cái bản thu gọn so với dòng 16 Pro Max thôi. Cơ bản thì nó vẫn sẽ có đầy đủ tính năng như là dòng 16 Pro Max ha. Và như mình có nói thì dù sao đây vẫn là hai chiếc flagship, tức là nó cao cấp như nhau, nên là thử là một kèo coi là máy nào ngon hơn máy nào nha. Mà thật sự là lâu lắm rồi á, Oppo mới mang dòng Find X về Việt Nam để bán tiếp, như là con Find X8 Pro hay là con Find X8 mình đang mang theo trong cái chuyến đi Đà Lạt này. Rồi, ok, vào việc ha. So sánh Oppo Find X8 Pro với iPhone 16 Pro nha. Nhá. Nếu trường hợp mà anh đưa cho em hai con máy này thì em sẽ làm cái gì đầu tiên với hai con máy này? Em mở camera. Nói chung là khó còn nói, tôi cũng biết thừa anh em ạ. Con gái ai cũng vậy thôi, đưa điện thoại để so sánh kiểu gì chả mở camera lên. Con trai như tôi cũng thế. Thật ra thì mình nói như vậy là cũng để cho anh em hiểu được á, là phần lớn người dùng khi mà họ muốn so sánh giữa hai cái máy bây giờ á, thì họ thường sẽ mở camera lên để kiểm tra nó, để coi là con nào ngon hơn con nào. Và nói về camera thì cả hai chiếc máy này đều có những cái thông số có thể coi là top đầu của mỗi hãng rồi. Nhưng mà riêng với con Find X8 Pro á, thì mình đặc biệt ấn tượng với cái cách mà Oppo họ đồng nhất về cái độ phân giải cho toàn bộ camera của máy, đều là 50 megapixel hết luôn. Chứ kể là con Find X8 Pro cũng có tới 2 tiêu cự zoom quang học là 3x và 6x, trong khi con iPhone 16 Pro nó chỉ có đúng một camera zoom quang học là 5x mà thôi. Về cơ bản á, thì những cái camera zoom ở trên cả hai máy này á, thì nó đều gọi là camera tiềm vọng. Với Oppo á, thì họ sẽ gọi hai cái camera zoom này của họ là hệ thống camera tiềm vọng kép. Còn với iPhone 16 Pro thì Apple sẽ gọi nó chính là camera tetrarism. Về cách hoạt động của những cái camera tiềm vọng này thì đối với iPhone 16 Pro nhá, hiểu đơn giản thì Apple họ sẽ sử dụng một cái tứ lăng kính để giúp cho đường đi của ánh sáng nó dài hơn, tạo ra được những cái đoạn gấp khúc ánh sáng trước khi đi vào cảm biến, từ đó tăng được cái hiệu quả thu sáng hơn với camera zoom tiềm vọng này. Và cách của Oppo với cái camera tiềm vọng 3x này trên con Find X8 Pro thì nó cũng sẽ giống giống như vậy ha. Cũng là cái cơ chế giúp tăng chiều dài đường đi của ánh sáng qua những cái đường gấp khúc như thế này, từ đó tăng được cái hiệu quả thu sáng hơn cho cái cảm biến bên trong. Còn với cái camera tiềm vọng mà zoom 6x á, thì nó cũng sẽ có gấp khúc ánh sáng, nhưng mà nó chỉ theo cái đường vuông góc như này thôi, chứ nó không có đi qua 2-3 lần như là camera 3x đâu nha. Cơ mà anh em cứ yên tâm đi, thực tế ra phần cứng nó chỉ chiếm một phần thôi. Cái quan trọng nữa đó chính là về thuật toán AI khi mà chúng ta nhiếp ảnh, ít nhất là với nhiếp ảnh ở trên smartphone nha. Và mình thấy đây mới là điểm mạnh của Oppo khi mà gần như mọi tấm ảnh mình chụp từ cả hai máy á, mình đều rất là ưng về cái cách mà AI nó xử lý một tấm hình trên con Find X8 Pro nha. Nó nét, nó mịn và màu sắc nhìn rất là thích luôn. Nếu đơn giản á, thì cứ mỗi lần mình chụp xong thì chỉ cần chờ 1 đến 2 giây để AI nó xử lý tấm ảnh đó thôi, và kết quả ra là ưng luôn, chả cần phải chỉnh sửa gì nhiều, và cứ thế mà mình up tấm ảnh nó lên thẳng mạng xã hội thôi. Về điều kiện chụp đủ sáng thì nói thật là cái này anh em không cần phải quan tâm quá nhiều đâu, cả hai máy con nào chụp cũng ngon hết. Và khả năng xử lý HDR của cả hai máy trong phần lớn những điều kiện mà mình chụp á, thì từ thuận sáng đến ngược sáng, chi tiết của cả hai máy đều rất ngon nha. Chủ yếu là anh em thích cái màu sắc hay là cái style ảnh của chiếc máy nào mà thôi. iPhone thì đặc trưng của nó là sẽ hơi ám vàng một chút, màu sắc nó sẽ tự nhiên hơn một chút, đôi lúc có thể nói là nó hơi thô nên là không phải ai cũng thích. Còn Oppo và đặc biệt là con Find X8 Pro á, mặc dù là AI tùy chỉnh khá nhiều nhá, nhưng mà nước ảnh, đặc biệt là chi tiết màu da thì nhìn nó vẫn khá là tự nhiên ha. Tóm lại ở phần này thì cá nhân mình thì mình vẫn thích phần lớn ảnh chụp ra từ con Oppo Find X8 Pro hơn. Còn nói về zoom á thì chắc chắn là con Find X8 Pro ăn chắc cái phần này rồi, do là có tiêu cự 3x nên là trong phần lớn điều kiện mình chụp á thì cảm giác chụp nó vẫn sẽ thoải mái hơn hẳn so với cái tiêu cự 5x ở trên con iPhone 16 Pro. Còn khi nào mà cần zoom xa hơn á thì mình đã có tiêu cự 6x trên con Find X8 Pro thì nó chụp rất là ngon nha. Nói chung là mình thấy tiêu cự 3x và 6x chụp từ con Find X8 Pro nó đều rất là tốt. Thậm chí là cái tiêu cự 6x này trong nhiều điều kiện mình chụp á, chất ảnh mình thấy nó còn ngon hơn cả tiêu cự 5x ở trên con 16 Pro cơ. Chưa kể là con Find X8 Pro nó có thể zoom tới 120x nữa, trong khi con iPhone 16 Pro zoom tối đa nó chỉ có 25x thôi.
bây giờ đang là điều kiện thiếu sáng nên là mình cũng sẽ muốn test thực tế camera của Oppo Find 8 Pro và con iPhone 16 Pro coi con nào tốt hơn. Đầu tiên là về cân bằng trắng của cả hai máy thì mình thấy nó đều xử lý khá là sát với thực tế. Cơ mà trong phần lớn ảnh mà mình chụp thiếu sáng như này á thì ảnh cho con 16 Pro thường nó sẽ sáng hơn. Điểm này mình thích con 16 Pro hơn nha. Nhưng mà về chất lượng tổng thể thì thực sự là mình vẫn rất là ưng cái cách mà con Find 8 Pro nó xử lý một bức ảnh á. Đặc biệt là khi mà mình chụp người này, xử lý chủ thể gì nó thích lắm anh em ạ. Khi mà mình đi vào chợ Đà Lạt và có rất là nhiều những cái sạp hàng xung quanh, họ bật đèn các thứ nó rất là gắt á, và khi mà mình chụp bằng con iPhone 16 Pro và con Find 8 Pro, mọi người sẽ thấy nhá. Con iPhone 16 Pro nó luôn bị cái hiện tượng đó, chứ là nó bị những cái bóng đèn nó bị hắt vào lens đó. Nói chung là cái lens nó không có được chất lượng, cái lớp kính á, nên là nó bị cái hiện tượng như này. Còn với con Find 8 Pro nè, thấy không? Mình chụp gần như là trong nhiều ảnh mình chụp ở chợ Đà Lạt nhá, thì con iPhone 16 Pro gần như là nó sẽ bị khá là nhiều tấm nó bị cái hiện tượng như này, nhưng mà với con Find 8 Pro thì nó lại không bị nha. Đây là cái điểm mình rất là ưng luôn. Nói thêm một chút về khả năng quay video thì phải nói thật một điều là năm nay con Find 8 Pro quay video rất tốt luôn. Kể cả khi mà mình quay thiếu sáng như thế này nha, và mình di chuyển này, chuyển đổi cam qua lại các thứ này, thì nó ổn định hơn rất là nhiều. Tất nhiên là cái hiệu ứng zoom in zoom out á, nó sẽ chưa có mượt như là kiểu con 16 Pro đang làm. Nhưng mà riêng về chất lượng quay thì năm nay con Find 8 Pro nó làm ngon hơn ha. Và thậm chí là con Find 8 Pro cũng có thể quay 4K 60fps cho toàn bộ các camera luôn, và mình có thể chuyển đổi qua lại rất là dễ dàng. Và chống rung của những camera này thì cũng tốt nữa. Phải công nhận là chỗ Hồ Tuyền Lâm mà đẹp quá. Thôi, nói tiếp về cả hai máy ha. Thì bây giờ mình sẽ nói về những cái tính năng ở bên trong phần mềm camera ở trên cả hai con máy này. Cơ mà nói qua trước về phần cứng ha, thì mình sẽ so sánh một chút. Đó chính là hai cái phím chụp ở trên hai con máy này. Với iPhone 16 Pro thì đây là camera control, anh em nào cũng biết rồi ha. Trên Find 8 Pro thì nó cũng có một cái phím tương tự như vậy, nhưng mà cái kích thước của nó sẽ dài hơn và hẹp hơn đôi chút. Oppo gọi cái phím này là phím Burst Shot, và nó cũng sẽ tích hợp một vài những thao tác điều khiển nhanh mà mình thấy khá là hay ha. Và cách hoạt động của hai cái phím này nó hoàn toàn khác nhau nha. Ở trong trường hợp mà anh em coi những cái tấm ảnh chụp cận vào hai cái nút này á, thì mình đảm bảo 100% anh em sẽ không cảm nhận được những cái thao tác sử dụng của nó khác biệt như nào đâu. Với camera control thì phím này là phím bấm vật lý, được bổ sung thêm một cái lớp cảm ứng ở phía trên để anh em có thể thao tác được những cái chức năng của camera á, như kiểu là anh em lướt tay để zoom in, zoom out, nhấn một lần là chụp, hay là nhấn giữ là quay video, vân vân. Còn với con Find 8 Pro thì cái phím này là phím cảm ứng lực hoàn toàn luôn nha, nó không có cái switch bấm ở phía dưới. Để cho anh em dễ hiểu thì cái phím Burst Shot ở trên con Find 8 Pro này, cái cảm giác bấm của nó ấy, nó giống hệt như là khi mà anh em bấm ở trên những cái nút home cảm ứng lực ở trên những cái dòng iPhone 8 ấy. Tính năng thì như mình có nói á, từ cái phím này của Oppo sẽ là cái phím Burst Shot, bấm giữ là bắn ảnh như là súng liên thanh luôn. Tối đa 30 giây nó có thể chụp được là 200 tấm, còn bấm một lần thì nó sẽ là chụp ảnh như bình thường. Lướt tay thì nó có thể là zoom in zoom out được luôn nhá. Nhưng mà cái thao tác này thì nó chỉ thực hiện được khi mà cầm máy ngang thôi. Còn nếu anh em cầm máy dọc á thì lướt tay cỡ nào cũng không zoom in zoom out được đâu. Nhưng nếu để nói là mình thích cái phím Burst Shot này hơn hay là cái phím camera control hơn, thì riêng ở điểm này thì mình xin được phép là mình thích cái phím camera control hơn. Vì cái phím camera control ở trên con 16 Pro hay thậm chí là trên dòng 16 Pro Max á, nó sẽ được làm lõm xuống một chút. Kích thước của phím này á, thì nó cũng sẽ lớn hơn đôi chút, nó dễ cảm nhận hơn khi mà mình đặt tay vào và thực hiện những cái thao tác. Còn trên phím chụp của con Find 8 Pro á, mặc dù là nó dài hơn nhưng mà thiết kế của nó lại bị mỏng hơn. Chưa kể là hoàn thiện nó lại còn rất liền mạch với cái phần khung viền á, tức là nó không có độ nhô lên hay là cái độ lõm xuống. Đây là mỗi khi mà mình bấm mở nhanh camera hay là thực hiện những cái thao tác chụp với cái phím này á, thì mình luôn trong một cái tình trạng là phải nhìn xem là tay của mình á, nó đã đặt đúng vị trí của phím hay chưa thì mình mới bắt đầu thao tác. Nhưng mà mình vẫn phải khen một điều là cách mà Oppo họ hoàn thiện cái phím này á, nó fit với cái phần khung viền thì nó cũng sẽ tạo ra được cái mặt thẩm mỹ hơn. Khi mà chúng ta nhìn nó sẽ có một cái sự liền mạch hơn á. Tuy nhiên, nói gì thì nói là cái thao tác của nó vẫn sẽ hơi khó khăn một chút. Mình nghĩ là dễ nhất là mọi người nên đeo cái ốp lưng vào, thì khi đó cái ốp nó sẽ khoét ngay cái phần chỗ nút chuột này nè. Thế là khi đó ngay cái chỗ này nó có cái độ lõm, mình đặt tay vào là mình biết được cái phím đó, là mình bấm thao tác nó dễ hơn hẳn luôn. Tiếp theo, nói về hiệu năng của hai chiếc máy này, thật ra thì mình cũng không muốn so sánh nhiều làm gì đâu. Tại vì dù sao anh em cũng hiểu là với một chiếc máy cao cấp thì hiệu năng của nó tất nhiên là nó phải mạnh rồi. Như là con Oppo Find 8 Pro, năm nay nó dùng con Dimensity 9400, RAM ROM của nó thì khỏi phải bàn luôn.
nó nhiều đến cái mức mà mình dư dùng luôn á. Cả hai máy mình đều rất là ưng ở chỗ là 9 game con nào cũng mượt. Genshin Impact nha, mình bật 2 setting 60 fps vào chơi chả có vấn đề gì luôn. Còn mà nhiệt độ á, thì mình thấy là con Fire X8 Pro nó vẫn có một cái sự nhỉnh hơn một tí, nó mát hơn vì khi mà mình cầm chơi á, mình không có cảm nhận được nhiệt độ nó nóng lên quá là rõ rệt như là con iPhone 16 Pro. Còn với con máy này thì khi mà dùng cơ bản thì thực tế ra là nhiệt độ của nó cũng không có bị vấn đề gì cả đâu, nó vẫn khá là mát mẻ và dùng thì nó rất là ổn định ha. Nói chung năm nay cái vụ nhiệt độ á, thì ở con chip A18 Pro thì Apple họ đã gọi là khắc phục được cái vấn đề nhiệt độ so với con A17 Pro năm ngoái rồi. Nhưng mà nếu nói về iOS, đặc biệt là iOS 18.1 nhá, thì nó vẫn khá là ba chấm tại vì nó rất là nhiều lỗi lặt vặt ấy. Thì không tin em cứ lên search Google hay là search những cái bài đăng nói về lỗi ở iPhone 16 Pro, 16 Pro Max á, thì em sẽ thấy. Còn với ColorOS 15 á, năm nay mình thấy Oppo nâng cấp rõ rệt về độ mượt nha. Đặc biệt là về cái animation đóng mở ứng dụng á, nó không có một cái khoảng delay giữa những cái app mỗi khi mà mình bấm mở nhanh như thế này. Nó mượt như cái cách mà animation trên iPhone đang hoạt động luôn đấy. Thề luôn, lâu lâu kiểu mình chán mình toàn ngồi bấm mở thoát app liên tục như thế này để nhìn cái độ mượt của máy ấy. Nó mượt lắm luôn ấy. Theo mình biết nha, thì Oppo có bảo là cái thao tác chuyển đổi đóng mở ứng dụng này á, thì ở trên ColorOS 15 á, nó mượt và nhanh ở cái cấp độ là millisecond luôn. Và một cái điểm cũng khá là quan trọng nữa, đó chính là về những cái tính năng AI ở bên trong. Tới thời điểm hiện tại nha, thì Apple chỉ mới cho anh em dùng một số tính năng cơ bản trong cái gói Apple Intelligence thôi, và nó cũng chưa có tiếng Việt nên là trải nghiệm nó cũng chưa tới đâu hết. Cái tính năng AI của iPhone mà mình thấy là có thể dùng ok nhất tới thời điểm hiện tại mà mình thấy á, nó chỉ là cái tính năng clean up ở trong photo thôi. Cơ mà cái độ ổn định của nó thì mình lại không đánh giá cao bằng cái tính năng AI Eraser ở trên ColorOS 15 hay là ở trên con Fire 8 Pro này á. Nó xóa thông minh hơn rất là nhiều, tái tạo lại vật thể hay là khung cảnh nó cũng tự nhiên hơn hẳn luôn. Và nếu mà chỉ xét riêng về những cái tính năng AI trong cái AI photography á, thì mình thấy là con Oppo Find 8 Pro nó đã ăn đứt luôn cả con iPhone 16 Pro về cái số lượng tính năng rồi. Anh em sẽ có một cái mục riêng gọi là trình chỉnh sửa bằng AI này. Có mấy cái tính năng như là tăng cường rõ nét AI, tức là nó sẽ tăng chất lượng hình ảnh với cái độ nét cao hơn lên đến 4K các thứ bằng AI đấy. Hay là tính năng chống lóa AI này, mấy tấm ảnh mà anh em chụp nó ngược nắng này, hay là chụp dưới điều kiện mà ánh sáng nó làm cho cái tấm ảnh của anh em mà nó bị phản chiếu hay là bị vệt sáng như này á, dùng cái tính năng chống lóa AI một bấm thôi là ảnh cải thiện rõ ràng luôn. Hay là mấy tấm chụp vội mà có bị mờ đúng không, thì AI trong cái phần chỉnh sửa ảnh của con Oppo Find 8 Pro này nó cũng làm được luôn, ảnh trở nên đẹp hơn rất là nhiều ấy nha. Cơ mà lưu ý nha, là dùng mấy tính năng AI đó là bắt buộc máy phải có mạng nha. Còn với Apple Intelligence thì cũng có mấy cái tính năng AI productivity như kiểu là tóm tắt ghi chú này, hay là viết lại đoạn văn, hay là chuyển giọng nói thành văn bản vân vân. Thì con Fire 8 Pro á, nó cũng sẽ có mấy cái tính năng AI productivity như vậy. Cơ mà cái chỗ này á, thì nó vẫn chưa có support cho tiếng Việt, nên là anh em yên tâm là trong tương lai gần thôi thì vẫn sẽ được update đầy đủ tiếng Việt để cho anh em sử dụng ha. Và tiếp theo, pin giữa hai chiếc máy này cũng là một cái điểm quan trọng nhé. Trước hết là về mặt thông số á, thì ở cái điểm này thì mình lại thích con Fire 8 Pro hơn. Đầu tiên là ở công nghệ pin, thì có phải 8 Pro nó riêng hay là những con máy smartphone Trung Quốc bây giờ nói chung á, đặc biệt là ở những cái dòng flagship thì họ đều chuyển sang dùng cái công nghệ pin mới gọi là silicon carbon. Hiểu đơn giản thì công nghệ pin mới này nó sẽ có một cái ưu điểm là có thể tăng được dung lượng bên trong lên nhưng mà vẫn không làm thay đổi kích thước vật lý ở bên ngoài. Đó là lý do tại sao mà con Fire 8 Pro này pin của nó lại tới tận là 5910 mAh, trong khi pin của iPhone 16 Pro nó chỉ ở cái mức dung lượng đâu đó có hơn 4800 thôi. Khi mà mình dùng cả hai máy trong cái chuyến đi Đà Lạt này á, thì con iPhone 16 Pro mình dùng trong những cái điều kiện là mình dùng camera nhiều này, mình dùng 4G liên tục này, không dùng wifi nha. Và độ sáng của máy thì mình sẽ để tự động, và những cái tác vụ thì ngoài camera thì mình dùng thêm cả TikTok hay là mình chỉnh sửa hình ảnh bên. Thì với con Fire 8 Pro thì nó cũng sẽ tương tự như vậy, những cái nhu cầu dùng y chang như vậy luôn. Thì on screen với cả hai chiếc máy này thì con iPhone 16 Pro của mình á, nó chỉ trụ được đó khoảng tầm là 5 tiếng rưỡi cho tới 6 tiếng mà thôi. Còn với con Fire 8 Pro á, thì cái thời lượng on screen của nó lại đạt được cái ngưỡng mà mình cũng khá là bất ngờ với cái dung lượng pin này, đó chính là 6 tiếng rưỡi cho tới gần 7 tiếng nha. Còn với những cái tác vụ cơ bản hơn mà ví dụ là không chơi game luôn nha, thì con này có thể on screen được đó khoảng tầm 8 tiếng hơn đấy nha. Và với con iPhone 16 Pro, nếu anh em cũng không chơi game luôn mà chỉ dùng những cái tác vụ cơ bản thôi á, thì con này on screen cũng sẽ được loanh quanh khoảng tầm 7 tiếng rưỡi cho tới gần 8 tiếng nha. Về cơ bản thì on screen năm nay Oppo Fire 8 Pro đã tốt hơn rất nhiều, thậm chí là tốt hơn hẳn so với con Fire 7 Ultra năm ngoái mình dùng luôn. Nhưng mà riêng về sạc nha, thì con Fire 8 Pro tất nhiên là ăn chặt rồi. Supervox 80W thì sạc lại cái một à, tốc độ siêu nhanh khỏi phải bàn luôn. Để sạc đầy cho cái pin pin này mà mình cắm từ cái mức là 20% lên 100% nhá, nó mất đâu đó khoảng tầm có hơn 40 phút thôi. Và đồng thời thì con Fire 8 Pro này nó cũng có một cái tính năng là sạc người không dây với công suất là 10W nha. Ở những con flagship Android trước đây mình dùng á, thì nó cũng có cái tính năng sạc người không dây nhưng mà công suất của nó chỉ đâu đó khoảng tầm từ 2W cho tới 5W thôi, khá là thấp. Nhưng mà con này sạc ngược tới 10W thì mình thấy là ổn hơn rất là nhiều ấy. À mà nói thêm vụ sạc ở con iPhone 16 Pro này, thì công suất mà Apple cho phép thì nó peak lên ở mức đó chính là 35W, nhưng mà thực tế để ổn định á thì nó chỉ sạc ở cái ngưỡng là 25 cho đến 28W thôi. Và cái thời gian sạc tổng thể trong một con iPhone 16 Pro khi mà mình cắm từ 20% lên 100% nhé,
nó mất khoảng đâu đó khoảng tầm 1 tiếng 10 phút cho đến 1 tiếng 15 phút đấy. Nó lâu hơn rất nhiều so với con Fire 8 Pro. Rồi, ở một số điểm còn lại ở cả hai chiếc máy này á thì mình sẽ đi nhanh qua thôi nha. Màn hình thì cái này tùy anh em thôi. Cá nhân mình á thì mình thấy là cả hai màn hình của hai chiếc máy này nó đều có một cái chất lượng hiển thị rất là đẹp. Độ sáng thực tế khi mà mình dùng với những cái nội dung mà không phải HDR á, mình thấy là con Fire 8 Pro này nó sẽ sáng hơn một chút nhưng mà không đáng kể đâu. Nhưng mà nhìn chung thì cả về mặt trải nghiệm, về hiển thị hay là về những cái thao tác sử dụng anh em vuốt chạm ở trên này á thì cả hai màn hình của hai chiếc máy này nó đều có những cái trải nghiệm rất là tốt. Cái quan trọng á chủ yếu là anh em thích màn hình cong hay là màn hình phẳng thôi. Còn về ngoại hình thì iPhone 16 Pro chỉ là cái phiên bản thu nhỏ thôi, là còn thêm cái kiểu thiết kế là nó phẳng như thế này nữa. Nếu xét riêng ở góc độ cầm nắm mà sử dụng mà không đeo ốp nhé, thì mình thấy là con 16 Pro nó làm tốt hơn, cầm chắc tay hơn nè, tự tin hơn hẳn so với con Fire 8 Pro luôn. Vì con Fire 8 Pro nó là kiểu lưng kính nhám mà viền lại còn bo cong, là còn thêm kích thước máy nó lại lớn hơn hẳn nữa. Cầm trần sử dụng như này thì nó khá là trơn nhé, cơ mà đeo ốp lưng vào thì nó sẽ đỡ hơn. Cơ mà mình nói như vậy không có nghĩa là hoàn thiện của con Fire 8 Pro này nó không tốt nha, do nó là máy cao cấp nên là hoàn thiện của nó sẽ không có gì để chê luôn. Từng đường từng nét đều được hoàn thiện đúng như là một cái sản phẩm cao cấp như mình có nói. Họa tiết mặt lưng thì nó cũng khá là đẹp và ấn tượng hơn này. Cái kiểu họa tiết được làm trên bề mặt lưng của Fire 8 Pro cảm giác như là kiểu mặt đá, nhìn rất là đẹp luôn. Còn với iPhone 16 Pro thì nó vẫn sẽ là một cái form giống như kiểu là từ đời iPhone 13 cho đến giờ thôi, không có gì thay đổi quá nhiều. Nói chung thì cái này nhìn nó hơi chán. À, và thêm một cái nữa, kháng nước thì cả hai máy đều có, đều là chuẩn IP68. Nhưng mà Fire 8 Pro thì nó sẽ có một cái thứ plus hơn, đó chính là tiêu chuẩn IP69 giúp cho máy chịu được tia nước áp lực cao và kể cả nước sôi nhé. Nhưng mà mình không khuyến cáo là anh em đem đi nhúng lẩu này kia đâu, như mấy cái trend ở bên Trung Quốc á. Rồi, tổng kết lại, Fire 8 Pro và iPhone 16 Pro đều là cùng một chiếc máy cao cấp với nhau ở mức giá đâu đó khoảng tầm 29 triệu. Nếu là cá nhân mình á thì thực tế là mình vẫn sẽ chọn Fire 8 Pro bởi vì nó mang lại rất là nhiều thứ ưu điểm trong tầm giá nếu so với một cái thiết bị đến từ Apple. Như là sạc nhanh hơn nè, support 80W, rồi camera thì cũng zoom xa hơn, đẹp hơn, thuật toán AI xử lý hình ảnh các thứ, nhìn nó cũng gọi là nó ưng hơn đấy. Thật sự là những cái ảnh chụp từ selfie tới chụp thường ngày hay là chụp zoom các thứ mà mình đánh giá là nó đều tốt hơn hẳn so với con iPhone 16 Pro, chắc chắn rồi. Còn camera của iPhone 16 Pro thì nó vẫn sẽ có một cái ưu điểm hơn, đó chính là cái khả năng quay video của nó vẫn luôn có một cái gì đó rất là ổn định so với bằng chung những cái thiết bị Android, kể cả với những cái máy cao cấp luôn. Nhưng mà nói vậy không nghĩa là con Fire 8 Pro này quay video không tốt ha. Năm nay quay tốt hơn rất là nhiều rồi, chỉ những gì mà mình cho anh em coi ở phần đánh giá đấy. Còn lại về những cái yếu tố khác như là về màn hình, hoàn thiện các thứ thì nó đều là máy cao cấp, không có gì để chê cả, và hiệu năng của nó thì cả hai máy đều mạnh như nhau. Quan trọng là anh em thích chiếc máy nào mà thôi. Còn cá nhân mình thì mình vẫn sẽ chọn chiếc Fire 8 Pro để làm máy chính. Còn iPhone 16 Pro thì mình dùng làm máy phụ. Còn anh em thấy sao? Đây là comment ha. Và đừng quên like, share, subscribe channel GZ Việt. Mình là Gà Tổng. Hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi tiếp theo để kết hợp với những cái buổi review như này. Bye bye.